Bài 50.2, thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp? Câu A, thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10 cm. Câu B, thấu kính phân kỳ có tiêu cự 50 cm. Câu C, thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. Câu D, thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm. Đáp án đúng nhất là đáp án C. Bởi vì kính lúp là thấu kính hội tụ, cho nên ta loại được phương án A và phương án B. Chỉ còn lại phương án C và phương án D. Trong đó thì đặc điểm của kính lúp là có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. Thì trong câu C và câu D thì câu C có tiêu cự ngắn hơn. Và tiêu cự của thấu kính dài nhất là khoảng 16,7 cm. Do đó đáp án C là đáp án đúng nhất.